thì chứ mình tiêu tới tối không hết luôn. Một miếng như này là 4 ngày sang cái miếng này các bạn. Tiêu hoài không hết này là 100. Thối lại là 900 đàng hoàng nha các bạn. Tiền nó hơi cũ hơn nhau một xíu thôi. Wow, interesting. Wow, uống hết nữa bị lạ lắm mà. Cứ tiêu cứ 100 là bằng 1000 tiền Việt Nam. Bắp ở đây vẫn là chân ái mà, bắp ở đây ngon lắm. Quá trời rồi mình ăn, quá trời bị bụng rồi mà không hết được. Lúc nào cũng là như vậy các bạn. Họ bán cái gì đây? What is this? À, thuốc lá các bạn. Delicious. Wow, tưởng đang ăn ở Việt Nam. Bây giờ thì mình đang có mặt tại Burundi. Burundi là một nước ở Đông Phi, kế bên Rwanda, Tanzania. Và hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn uống xả láng luôn. Hôm nay mình sẽ tiêu 10.000 franc thôi. 10.000 franc thì nó là khoảng 100.000 tiền Việt Nam. Để xem thử với 100.000 tiền Việt Nam thì ở đất nước nghèo nhất trên thế giới này thì mình có thể mua được những gì ha. Ok, đi thôi. Mọi người thấy mình là người nước ngoài đến đây nên mọi người tập trung lại rất là đông. Giờ mình không biết là ăn cái gì đây. Ở đây thì người ta bán rất là nhiều đồ ăn. Ví dụ như ở đây có bán thịt nướng nè các bạn. Rất là thơm. Wow, xem thịt này nó to. Chắc là mình phải ăn cái miếng này thôi mới được. Đây có rất là nhiều than này. Ở Burundi này họ bán củi bán than nhiều lắm. Anh bên này thì anh đang là thịt. Yeah. Wow. I come from Vietnam. Yeah. Yes, you are very calm. Yeah. Yes. Wow. Đó là những cái đùi thịt đây. Đó, wow, rất là nhiều. Nhưng mà sao có mấy em ruồi ở đây vậy? Họ bầm cái xương này ra nữa nè các bạn. Nhưng mà nhiều ruồi đỏ quá. Thơm quá các bạn. Mình rất là thích ở mấy cái nước Đông Phi này là họ nướng thịt rất là nhiều. Họ bán đầy đường hết, rất là thơm nha. Đó, nhìn hấp dẫn chưa? Thịt thì người ta mới làm thịt hôm nay luôn. Một miếng như này đó là 1.500. 1.500 là khoảng bao nhiêu nhỉ? 15.000 các bạn, 15-17.000 gì đó. Anh đang thối lại tiền cho mình. Tại vì lần này là mình phải ăn đúng giá để xem thử mình ăn thử được bao nhiêu tiền. Nếu mà bây giờ mình cho tiền thì mình không có ăn được đúng giá. Thì mấy bạn không biết được là 100.000 Việt Nam sẽ ăn được bao nhiêu. Rất là thơm. Very smile, very good. 1.500 là còn lại là 8.500 nha các bạn. 8.500 để xem. Để đây. Mọi người ăn cười. I like meat, very delicious. Người Việt Nam mình ra đây ăn vô tư luôn. $8,500 là mình vẫn còn để riêng nha các bạn. Để như mình cho là tiền riêng, còn cái này vẫn còn để riêng. Anh nhỏ này có bán trứng nữa. Mình làm một trái trứng thử. This one? Ok, mình sẽ ăn một cái trứng này. Cười, ai cũng cười. Không có tay. Bỏ muối vô các bạn. Thank you. Mọi người cười. Cái trứng này có 500 thôi các bạn. 500 là khoảng 5.000. 5.000, 5.000 rưỡi thôi. Thơm kêu. Mới ăn hai món là thấy hơi nê nê rồi. Còn 8.000 các bạn, 8.000 nữa ăn cái gì đi cho nó hết. Ở đây có bán gì đây? Too much. Wow. Nhiều quá. No. It's too much. Then they sell it to 4,000. 4,000, one piece? One piece. Okay. Mình sẽ ăn cái miếng này các bạn. Một miếng như này là 4.000. 4.000 là khoảng 40 mấy nghìn các bạn. 40 mấy nghìn mà bây giờ họ sẽ cắt ra cho mình. Wow.
Wow. Bầm thấy ớn vậy trời. Không sợ ta. Ở đây người ta có khoai tây chiên nữa nè các bạn. Ok. Ờ, anh sắp thêm hành nữa. Hành củ. Ồ trời ơi, anh dắt cái nước tay của anh ra kìa. Ôi là trời. À, anh rửa. Rửa đàng hoàng nha các bạn. À, rắc muối lên. Trộn với lại cái này. À. At this moment I'm good. How are you? What is your name? I'm Hari. I come from Vietnam. Vietnam. What you searching here? I want to, you see, I eat some food. Yeah. I want to eat some food. This is my food. Rồi gia vị nữa các bạn. But you miss it. Meat. The time. Thank you. Can you share with me? Share with you? Yeah. It's okay. Let me try first here. Okay. Thank you. Ồ, cái này là mình tiêu quả này là hơi nặng các bạn. 4.000 rồi. Là còn 4.000. Ồ, anh này anh đem nước tới cho mình rửa tay. Có xà phòng đàng hoàng nha các bạn. Ok, nice. Thank you very much. Mọi người tập trung lại rất là đông đây. Ăn thử. Cái này là gì đây? Để thử cái này giống muối trời. Wow, muối này ngon như trời, giống như muối ở trong mấy gói mì tôm. Đầu tiên là thấy cái vị nó là hơi ok rồi đó. Ăn một cái miếng này xem. Món này có vẻ như là đặc sản ở đây được. Đây. Delicious, wow. Họ trộn một cái muối y chang như muối mì tôm thôi các bạn. Ăn giống như tưởng đang ăn ở Việt Nam vậy các bạn. Ngon. Còn đây là một cái miếng sườn. Ngon. Là mình vừa tiêu 60.000 rồi các bạn, còn 40.000 nữa. Wow, ngon. Miếng sườn đây ngon thật. Món này là món địa phương 100% nha các bạn, không phải là món Tây hay món gì. Ở đây là một cái làng quê ở Burundi, đất nước nghèo nhất trên thế giới. Mình vừa ăn một cái món vừa rồi là hơi bị tốn tiền rồi ở nhà, 4.000 rồi. Bây giờ còn 4.000 nữa. 4.000 này không biết mình ăn được cái gì đây. Ok, bây giờ chắc mình đi qua chỗ khác. Đây là khung cảnh làng quê ở Burundi, đất nước nghèo nhất trên thế giới. Và đây là giống như là ở ngoài đường lớn, nên là nhìn đường nó lớn như này. Nhưng mà nếu mà đi sâu vào trong làng thì đường sẽ nhỏ hơn. Ở đây có rất là nhiều xe đạp này. Xe đạp này như là xe ôm đúng không ạ? Xe ôm, xe đạp. Để xem thử ở đây người ta bán cái gì nữa. Ở đây người ta làm củ mì nữa các bạn. Nè, đây là những cái bó than. Ở đây người ta bán nhiều than lắm. Ở đây đồ nướng cũng nhiều nữa. Vì ở đây người ta không có nhiều việc làm á. I'm good, how are you? Well, okay. I'm very okay. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Yeah. Okay, you know Vietnam? So nice. Yeah. You know Vietnam? I know it. You know it? Yeah, nice. Okay. Yeah. Your name? My name is Hari. Hari. Yeah. What's your name? Lenova. Lenova? Lenova. Oh, okay. Nice to meet you, Lenova. Lenova. Okay. You have a wife or not? No, I'm single. Ah, okay, that's right. Yes, that's right. You are single. How about you? And I'm single. Okay, nice. Okay, that's right. We are done. Yeah. I come from Vietnam. Vietnam? Yes. Vietnam. Vietnamese, yes. Oh. Oh, you know Vietnam. Thank you. So how is it going? Everything is good. Oh. Yeah. So where are you traveling? I'm traveling around here. Around here? Yeah. Okay. Mọi người đi xung quanh mình rất là nhiều nè các bạn. Yeah. I just want to see everything. I want to eat everything. Everything. Yeah. You are welcome. Okay, Hakuna Matata. Hakuna Matata. No worries. Oh, ở đây có một cái ghế rất là xịn sò. Không, nó không xịn, nhìn không chắc lắm các bạn, nhưng mà rất là đẹp. Làm bằng cây khô với lại miếng da thôi. Chỗ này là để ngồi là có miếng da nè, chỗ để tay cũng có miếng da nè. Còn thậm chí là bạn thấy ở trên chỗ để lưng này cũng có miếng da nè. Đó. Và ở dưới này thì họ dùng cái dây da này họ cột lại. Very beautiful chair. Oh, may I sit here? Okay.
I try this one. Yeah. Okay, ngồi thứ chắc không? Mọi người vay. Be careful. This is not stable. Okay. Okay. Như bà ngồi rất là sướng mà. Act like this chair. Ngồi rất là êm nha, cái da thật các bạn. Ghế da thật nha. Thank you. Bạn thấy chưa? Mọi người vây quanh mình đông chưa? Đây là đất nước nghèo nhất thế giới nha các bạn, Burundi. Amahoro. Amahoro Burundi. Okay. Bye bye. Now I go eat more. Okay, bye-bye. Very good, Burundi. Yeah. Okay, tiếp tục, đi ăn tiếp thôi các bạn. Vừa rồi là miễn phí nha các bạn. Vẫn còn 4.000 ở đây. 4.000. Một cái gì đây? Ở đây là nhìn ăn rất là đơn giản đúng không bạn? Tại vì ở đây người ta không có bán cái gì phức tạp hết. Người ta bán xoay quanh là toàn là bắp, rồi trái cây, rồi thịt vậy thôi, không có gì nhiều, không có gì mà công phu gì đâu. Anh kia anh đang chở cỏ về nè, đó, mình thấy không, xoay quanh họ chỉ như vậy thôi. Anh này thì đang chở than về, mình thấy chưa, xoay quanh như vậy thôi. Đó, chú này là đang chở chuối đó. Và đó, có phức tạp nhất thì giờ chỉ có đây là hơi phức tạp một xíu ở đây đó, là chiếc xe Amahoro. Oh, cái gì đây, chuối. I want to eat this one. Chuối này là 1.000 một trái chuối này. Trái này mình chỉ tốn 1.000 thôi các bạn. Thật ra hồi nãy là cái trứng hồi nãy 500 là vì thách giá rồi các bạn. Chắc là cũng phải gấp đôi rồi, chắc là 200 một cái trứng thôi. 500 là gấp đôi rồi. Có nghĩa là khoảng 2-3.000 một trái thôi. Anh này anh đang cầm máy quay nên là hơi rung một chút nha các bạn. Anh chỉnh máy quay tùm lum hết. Cái này là 4.000, là tiêu 1.000 là còn 3.900 nha các bạn. Dạ. Mọi người ở đây rất là hiền, không sao đâu. Họ thối lại, mình nói họ thối lại là họ thối lại. Họ không có ép mình là phải trả hết bao nhiêu đâu các bạn. Mình không cho là họ trả lại đâu. Hiền lắm. Có nhiều nơi mình không cho, họ làm khó dễ lắm, họ mới thối tiền lại cho mình. Nhưng mà ở đây không có như vậy. Thối lại là 900 đàng hoàng nha các bạn. Tiền nó hơi cũ, hơi nhầu một xíu thôi. Với 3.900 này thì mình tiêu được cái gì nữa đây? Chắc là mình tiêu tới tối luôn, ăn đường luôn. Mọi người đang tập trung lại xem mình quá trời đây. Lúc nào cũng là như vậy các bạn. Mọi người tập trung lại xem rất là nhiều. Đó, thấy chưa? Xung quanh luôn, mình là ở chính giữa luôn. Giống như là ngôi sao vậy, siêu sao vậy các bạn. Merci beaucoup. Còn 3.900 hồi nãy là mình ăn cái kia 4.000 là mình cũng muốn giảm số tiền đi một nửa đi. Chứ để mà còn 3.900 này chắc mình tiêu tối luôn. Giống như ở trong mấy video trước mình nói là ở đây người ta đi xe đạp là chính. Rất là nhiều, không phải ai cũng có tiền mua xe máy đâu. Đó, họ đang lấy cỏ về như này nè. Họ đổ lên đầu các bạn, cái gì họ cũng đổ lên đầu hết. Đó là cách mà họ gánh đồ. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua chỗ khác mình ăn tiếp thôi các bạn. Nãy giờ mình ăn cả buổi trời rồi. Ok. This guy, okay. Thank you, merci beaucoup. Bây giờ ở địa phương họ bán cái gì thì mình ăn cái đó thôi các bạn. Bây giờ có cái gì ăn cái đó thôi, tiêu sao cho hết được 100.000, tiêu qua không hết. Đây là 100. Thank you, mình sẽ ăn đậu phụ. Và sẽ bán theo từng nhóm như này. Yeah. Thank you. Wow, chị Giang, chị bỏ thêm nữa. Thank you. Này họ bán đồ phụng luôn. Cũng được các bạn. Bây giờ là còn 3.800. Thank you. Yeah. My name is Bakus. I'm Harry. Yeah. My professor is Dr. Ri. I'm an engineer. Brazilian. Yeah. Thank you. Yeah. Good life. Thank you. Còn 3.800 nha các bạn. Wow. Cứ tiêu cứ 100 là bằng 1.000 tiền Việt Nam các bạn. Gấp 10 lần tiền Việt Nam.
cái số nó gấp 10 lần. Chắc là tiền tối tối mới hết số tiền này. Thank you. Wow. Oh. Ở đây xem bán cái gì ở đây. What is this? Họ bán cái gì đây? What is this? Itabi. Thuốc lá các bạn. Này là thuốc lá. Cái này mình không có tiêu được. Mình không có hút thuốc nên là không tiêu được. Thank you. Messi. Wow, mama hera. Cái này là có gì vậy? Wow. 100. Ok. 100.000 là còn 3.700 các bạn. Messi. Messi. This one okay. Wow, interesting. Wow, bột không à? Bột gì nhỉ? Ê. Shut up. Okay. À, đây là trước. Wow, mọi người bán bánh được quá trời hết rồi. Okay, I will eat this one. Yeah, mình ăn cái bánh này. How much? 200. 200. Cái này là 200 các bạn. Nhưng mà hình như mình đưa dư rồi. Nhưng mà dư có một xíu không sao. Messi. Bánh này dài. Bộ quá à. Không có vị hết. Lạc nhách rồi. Nhưng mà cái này no phải biết luôn trời. Very good. Oh. Chiana. Okay. Hiện tại là mình còn 2.900 các bạn. 100.000 là ăn ở đây chắc từ trưa mới tới tối luôn các bạn. Ăn nửa ngày mới hết. Nhiều quá. Ở đây là một vùng quê ở đất nước nghèo nhất thế giới, đất nước Burundi. Rất là nhiều người ra. Good, yeah. I eat too much. Còn 2.900. Wow, ngon quá. Ở đây là đi xe đạp nhiều lắm. Ở đây có rất là nhiều người sửa xe đạp nè các bạn. Đây là bơm nữa. Giống y chang Việt Nam mình khoảng 30-40 năm trước. Amahoro. Amahoro. I'm Vietnamese, I come from Vietnam. Ok, kêu đi. Bạn thấy chỗ đây lại có cái ghế hồi nãy mà mình ngồi nè. Thấy chưa? Là chứng tỏ mấy ghế kiểu này rất là phổ biến. Rất là đẹp nha. Lần đầu tiên thấy ghế mà họ làm nữa nè. Đây có món thịt nữa. Món thịt này thì có thể thấy ở khắp Đông Phi luôn. Khắp mấy cái nước ở gần đây. Đây mấy kiểu thịt như thế này. Đó. This one I already eat. Thank you. Amahoro. It's good. I want one orange. Yeah. 1,000. 1,000. 600. Yeah. 600. Chị này chỉ bán rất là đúng giá các bạn. Mọi người nói 1,000 nhưng mà chỉ nói 600 là 600. Yeah. This is 500 and 600. Thank you very much. You are very nice. Này nước cam các bạn, 600 là khoảng 6.000. mới đầu uống thì giống như mấy cái nước hồi nhỏ mình uống thôi. Nó nước cam nó là mấy nước hồi nhỏ mình uống nha, chứ không giống như kiểu Fanta này kia đâu. Mà nó uống xong rồi nó hơi đắng đắng nữa. Wow, uống húp nữa vị lạ lắm mà. Nó nước cam nhưng mà vị lạ lắm, chắc là hóa chất không ạ. Ok, bây giờ mình còn là 2.300. Mình sẽ làm gì với 2.300 đây? 2.300 tiêu một buổi mà vẫn còn 2.300 các bạn. 3.000 mà tiêu một buổi trời còn 2.300. Ôi trời. Wow, bạn thấy cái nhà đẹp chưa?
Và cái nhà này chứng tỏ là châu Phi không có gì ngoài gỗ hết các bạn. Gì thiếu chứ không thiếu gỗ. Ở đây có bắp này các bạn. À, sao có bắp này. Ok, bây giờ mình sẽ ăn bắp nhưng mà còn nhiều tiền quá các bạn. Thì chứ mình tiêu tới tối không hết luôn. Ở đây là còn 2.300. Chắc là bây giờ mình phải mua 2.300 này, mình sẽ mua bắp hết cho mọi người ăn. Nói chung là mình vẫn cho tiền mọi người rất là nhiều, nhưng mà ở đây là một cái gọi là để cho các bạn biết là 100.000 tiêu được bao nhiêu thôi, nên là mình sẽ tiêu rất là đúng giá. À, hiện tại là mình tiêu quá trời rồi, mình ăn quá trời bia bụng rồi mà không hết được. How much this one? 500. À, 500 là một cái bắp này là khoảng 5.000 đó các bạn. Ăn một trái mới được. Rồi. Bắp ở đây vẫn là chân ái mà, bắp ở đây ngon lắm. Bạn mình tới đây ăn bắp mỗi ngày luôn. Mình vừa lấy 4 dây bắp. Mình lấy 4 cho bắp là 2.000 các bạn. 2.000 có nghĩa là bây giờ mình còn là 2.000. Còn là 300.000. À, còn là 300 thôi. Các bạn, thường thì tới mấy chỗ này á là mình không có quay, không có ở lại lâu được các bạn. Mình phải quay nhanh rồi mình đi nhanh. Tại vì mình càng ở lâu là họ kéo ra khoảng 100 người. Nên là tốt nhất là bây giờ mình kết thúc video tại đây thôi. Hầu như là mình tiêu 100.000 tiền Việt Nam rồi các bạn. Nếu mà một mình ăn không, mình ăn không hết được. Ok. Mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau. Ok, ok. Yeah. Mình sẽ gặp lại các bạn trong video sau.